Hello, bây chào tất cả mọi người nha. Đây cái tổ ong này mọi người à, Vy mới hồi sáng Vy mới mua lại mấy anh đi núi. Đây. Quá trời lắm người. Đây này. Tổ siêu to luôn. Tổ khủng. Cái này ngon luôn. Để Vy thử ăn mấy tổ ong này mọi người. Đây, ngọt quá trời luôn. Wow. Tổ ong này nhiều mặt mọi người, rất ngon luôn. Đây vào mùa này mọi người, vào mùa này là ong rất nhiều mặt luôn. Ngọt quá. Ngọt quá được không? Cái tình hình là Vy ở quê mọi người. Hồi sáng Vy từ Bình Dương qua đây á. Hồi sáng bây giờ là ba từ Bình Dương qua đây đến đây là 10 giờ trưa mọi người. Từ 2 giờ từ Bình Dương đến đây 10 giờ trưa. Đây bây giờ thấy anh đi núi mới đi săn đồ ong về nên là bây giờ mua mới để đi ăn. Rất là ngon rồi. Đồ ong này chắc nhiều mật lắm rồi. Mình ăn như đây là mình ngán lắm rồi. Cục khủng luôn. Đây mọi người xem nè. Đây. Đấy, thấy chưa, nhiều ổ khủng lắm rồi. Đây ổ khủng luôn rồi. Ngọt quá. Rất là ngọt rồi. Là mấy anh đi núi á, đi đi săn tổ ong về rồi ta bắt nguyên, ta lấy nguyên con tổ ong này, tổ ong là tổ ong trừng nha mọi người, đâu phải tổ ong mua nha, tổ ong nuôi nha, ong trừng nguyên chắc nha, tổ ong này vẫn ăn rất là ngon luôn. Đấy mấy anh đi từng đi săn á, đi săn từng ổ từng ổ, tới đấy ta thấy mật ong ta lấy từng ổ mọi người, đây, có mật này rất là nhiều luôn, đây, quá trời luôn. Ngon quá. Giờ này Vy ở quê mọi người, quê về Ninh Thuận á, Vy từ Bình Dương qua đây ăn qua ăn Tết. Đấy. Quê Vy nhiều đặc sản mọi người. Quê Vy rất nhiều đặc sản luôn, nhiều lắm. Để mai mốt Vy có ra video Vy cho mọi người xem nha, nhiều cái cảnh đẹp thiên nhiên á. Đây vẫn nếu mà Vy rảnh nó Vy có thể đi quay luôn rồi, Vy đi quay Vy săn tổ ong cho mọi người xem luôn, rất nhiều ong luôn á. Ở đây toàn là rừng rừng núi nhiều á nên là tổ ong nhiều. Tổ ong này nó ở trên rừng mọi người, rừng cao quá nên mình lên rừng cao mình đi đi bắt á nhiều lắm, nhưng mà chuyên nghiệp mới được nha mọi người, chứ người bình thường mình á, mình thấy tổ ong mình không biết nó nằm đâu đâu. Mấy người chuyên đi rừng á, người ta biết ở cái chỗ này có một ong luôn, người ta bắt được á. Nó ngọt luôn, mình ăn một ổ tổ mà mình ăn không hết đó mọi người. Vừa thử biết ăn hết cái tổ ong này sao mọi người. Vừa ăn có hết không mà chắc không hết đó mọi người. Ngọt quá trời. Ong rừng mùi ngọt ngọt người thơm lắm. Tại mật ong nó lấy mật á, mật hoa nè, nước á. Nói chung là mật trong rừng rất ngon luôn. Vy săn Vy quay cho người xem nha. Vy thử thách trên toàn 24 giờ. Người nhớ đón xem video của Vy nha. Nếu mà thấy hay mọi người cho Vy một like và một chia sẻ kênh nhóm người. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ Vy nha. Rồi Vy chào tạm biệt mọi người nha.